Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU chỉ giảm trong tháng 2 và 3, các tháng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng hai con số. Tín hiệu tích cực này cho thấy tôm Việt Nam đang ngày càng khẳng định được chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu cao tại thị trường EU. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và VASEP, EU hiện là thị trường lớn thứ tư nhập khẩu tôm của Việt Nam, đạt trên 360 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường trong 3 quý năm 2024. Với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, thị trường EU đã trở thành một thước đo quan trọng cho năng lực cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam. Nhờ xuất khẩu tôm tăng mạnh, nên giá tôm nguyên liệu của Việt Nam trong quý 4 năm 2024 vẫn tăng mạnh, với những kết quả tích cực tại thị trường EU và một số thị trường khác, và xếp dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2024 sẽ đạt từ 3,7 đến 3,8 tỷ đô la Mỹ.